Tối nay vợ chồng của con sẽ chở coupon sang bên ngoại. Dạ. Thì vẫn nói là sinh nhật năm nào gia đình cũng tổ chức ăn uống. Dạ vâng. Bố mẹ đừng nấu cơm đợi tụi con nha. Con đang bận. Thống nhất nha mẹ. Ừ. Alo. Thì đại loại là sinh nhật của vợ. Người ta giết làm sao? Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Vậy nha. Anh. Em tới rồi. Phía bên đài mới gửi mail cho anh. Họ cần bổ sung một số sản phẩm trong hợp đồng. Mà có nhiều thuật ngữ lắm. Em xem giúp anh nha. Cần em sao không gọi em sớm? Thì bây giờ em cũng đã xuất hiện rồi còn gì. Đây. Sao anh nhìn em lạ thế? Không, bình thường mà. Em xem đi. Ông già đã dặn dò trả sai tí nào. Tiền bạc phải phân minh, ái tình là dứt khoát. Tao thì gom hai vào một, cho nên bây giờ trói như cái nồi. Bây giờ mày thấy à? Có tí tình vào ấy, tầm nhìn xa nó chỉ còn 1m6, 2m thôi. Nè, tao có cảm giác là em Nhã không hề đơn giản. Có cái gì đó không ổn. Mà tao cũng không biết là không ổn ở chỗ nào. Có một lần cái Thư nói với tao là tất cả đầu mối công việc nhà mày dồn cho chỗ cái Nhã. Như thế không bình thường tí nào cả. Nhưng tao là người ngoài, tao cũng không nói được. Cho nên tao bây giờ mới há miệng bắt quay. Công việc hiện tại đang dang dở, rút chân ra thì không được. Mà nếu tiếp tục thì... Con bé dã man đấy. Nó luộc mày như người ta luộc ếch ấy. Ban đầu nhá, nước rất là vừa ý của bạn ếch, nên là bạn ếch cứ thế mà nhởn nhơ chơi tung tăng trong nồi thôi. Xong rồi không để ý gì về việc là nước nóng dần lên, lại còn cứ tưởng là đang chú đông trong mà. Đến lúc giật mình không chịu nổi, nóng quá, thế là chết chín rồi. Mày ví von kinh vãi đạn. Không giống à? Mày bây giờ trông có khác gì chú ếch con không? Bị buộc chỉ quanh người rồi mà cuộn chỉ nằm trong tay của nó, đúng không? Cái thằng dại gái kia. Ôi, cố nốt cho qua con Trăng này đi. Hết hợp đồng ấy, thanh lý con Nhã ngay cho tao nhờ.